mệt cả chết muối vậy đi cho khác bán đi. Mệt lắm rồi. Trời ơi, bán ra giờ chưa có cái nhà ai mua. Kem này, kem xanh, kem đỏ, kem tím, kem vàng này, cái nạt ngà này, mua hai cái tính tiền hai cái luôn đây. Kem ơi, mua dùm tôi một phần cái kem này chú. Kem hả? Kem. Dạ ơi, anh vô, dùng dân thao. Không có tiền mua kem, không có tiền mua kem, dạ ơi, không ăn kem. Trời ơi, sáng giờ tôi một phần bán thế hết trời luôn. Bán gì chú khách, bán gì? Dạ dạ, không ăn mua này, kem đâu. Không đi lấy kinh hả? Hôm nay tao một không thất nghiệp nên hôm nay đi bán kem về cho sư phụ ăn bán, có tiền. Bán cái đi, bán đấy, kem xanh, kem đỏ, kem tím bao đẹp nhiêu lắm, chú ơi. Bao nhiêu đấy? Mua giùm con cái 5.000. Ok, 5.000 lấy thôi, cho 5.000 luôn đấy. Cảm ơn anh trai nha. Đồng ngon đấy, rồi ok, bye bye nha. Kem xanh, kem đỏ, kem tím, kem vàng ơi. Cảm ơn em nha. Ăn ngon nha. Kem này, kem đỏ xanh, đỏ đỏ, kem tím, kem vàng. Kem này, chú ơi, mua đồng tâm một cái kem chú ơi. Đang tập thể dục. Thôi, mua dùm cháu con kem đi, mua dùm tôm không một cái gì bán kem hả? Đầu cao đẹp trai, mua dùm tôm một không cái kem đi, sáng giờ bán ế quá. Tôm một không đi thịt kinh, tôm một không về đây bán kem à? Tôm một không giờ này thất nghiệp rồi, đi bán kem. Wow, nhiều kem thế. Kem xanh, kem đỏ, kem tím, kem vàng này. Kem này ngon lắm. Ngon hả? Cái 5 ngàn hả? Cái 5 ngàn. Thử ngon mới mua nhá. Sao thử? Thử rồi mua tôm một không nha. Không ngon sao mua? Bỏ nè. Trời, anh này. Thử ngon mới mua chứ, không ngon sao mua. Ok, thử ngon, ngon quá, tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn. Thế nào? Thế ngon à? Quá ngon. Dở em. Chú này mua kem như kia vậy? Chắc thử rồi trả tiền nha. Nãy nói rồi, ngon mới mua. Trời ơi, bán kiểu này chắc tôi ế à. Tôi ngủ không, ăn đi bán kem. Ông thử vậy sao người khác mua nữa? Ngon không? Ngon quá. Không ngon gì hết á. Trời. Oh my god. Ăn được quá, bao nhiêu người mua ăn ngon quá trời mà ông ăn không ngon, đừng nói ăn quệt nha. Ăn thử đi đi. Trời ơi, ông xé tùm lum của tôi hết rồi, sao thế hả? Không ngon mới mua. Trời ơi, chắc thế là trời, nãy giờ ăn hoa 2-3 cái rồi. Nhớ trả tiền nhá. Ê, trả tiền cho tôi một không đi. Trời ơi, không ngon đâu, không mua đâu. Ê, cái này. Mệt lắm, đá chân cho tao. Người không mua, người bị đá.